Đây là cái tình trạng chung trên tất cả các dòng xe BM nhé. Thì đây là một cái tay cửa trên xe BM 5 series. Xong thời gian sử dụng thì nó sẽ bị lão hóa như này. Bởi vì cái vật liệu sử dụng là cao su non, cho nên là khi mà mình để ở trời nắng một thời gian thì cái phần nhựa cao su nó sẽ bị chảy ra như này. Đó. Cực kỳ là xấu. Xấu và hầu hết tất cả các dòng xe BM như mình cụ thể ở đây là dòng xe BM 5 series F10 từ 2010 cho đến 2017 là bị tạo hóa. Đấy. Thì cái phần nhựa phía trong như phần nhựa này là đã được sơn lại nhưng mà nó vẫn bị nứt, bị xấu. Đấy. Còn cái phần tay cửa này, đây là tình trạng là còn tương đối đẹp đấy. Còn nhiều xe là lão hóa hết rồi. Đấy. Thì giải pháp cho cái việc mà chảy nhựa lão hóa này, mình sẽ thay thế bằng cái tay nhựa ABS. Thì cái tay nhựa ABS này cực kỳ bền luôn, và cái khác biệt ở bên mình là bên mình có thêm một cái phần da phía ốp ngoài này, đó, ốp ngoài này thay thế khít với cả cái phần nhựa ABS ở trong, cực kỳ đẹp luôn. Chỉ việc tháo ra và tháo cái phần hỏng này, và thay thế bằng cái phần cao su non này bằng phần nhựa, đó, cực kỳ đẹp, để lắng thoải mái, không vấn đề gì cả, không bao giờ sợ bị chảy nhựa hay mòn. Thì một bộ này của mình sẽ bao gồm ba cánh này và ba cái nút nhựa, nút công tắc cũng bằng nhựa ABS luôn đó, và một cái tay cửa lái thay thế zin xịn luôn, cũng bằng nhựa ABS chứ không phải là bằng cao su non, không bao giờ sợ bị lão hóa. Đây là cả bộ bao gồm ba tay, một tay cửa lái, ba tay cửa phía sau và ba nút công tắc đó. Đây là cái hình ảnh tay nhựa bị chảy nhá. Đấy, rất là bẩn, thậm chí là chủ xe đây đi sơn lại, nhưng mà em nhìn kỹ những cái phần sơn lại thì nó cũng không được đẹp, một thời gian là nó cũng bị nứt hết ra. Đó. Không bao giờ bền được, không bao giờ bền như mình thay bằng nhựa ABS được.